Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận tóc cần WhatsApp như các bạn. Để tham gia giá hôm nay, link phần mô tả của video Telegram, mở Telegram các bạn ra bấm nút start để chat chatbot này các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Kèo mình sẽ nhận được 0.1 tóc cần QZF, một tóc cần QZF giá khoảng 5.000 đô nha các bạn. 5.000 USDT rồi bấm cho này góp nè. Hơi ít chứ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn tóc cần này nó sẽ đi sàn nào mình chưa biết các bạn. Rồi các bạn join kênh group kênh seller đi các bạn. Khi nào tóc cần nó về giá cả hợp lệ mình cảm thấy ra được thì mình làm video thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn join nhóm chat này bạn. Đây mình chờ, đây con chắc của nó nè, chạy trên tảng BNB Smart Chain nha bạn, rồi bạn mới đếp lên nè. Tiếp tục các bạn xem tiếp kênh trailer nha bạn. Các bạn follow tôi, kênh trailer nữa nè. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và tại Twitter lại nè các bạn. Like và tại Twitter bị viết đầu tiên nha các bạn. Tết lại các bạn like vài bài đi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Rồi các bạn bấm nút submit đi tên nha các bạn. Con bot này nó hơi lát chút nha các bạn. Thì nó hỏi có xin kênh Zalo cho lời bấm chat nha các bạn. Bấm đòn chứ. Tiếp tục thì các bạn gỡ là đường link bờ lưu file tại Twitter thì bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nha các bạn. 2 phút rồi ta ơi. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gặp lên cùng nha các bạn. Bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết tại Twitter trang cá nhân của tất cả các bạn lại các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, cố gắng cập nhật lại cái máy chạy mượt hơn các bạn. Làm cho các bạn đỡ mất thời gian nha các bạn. Rồi sau khi các bạn sao chép lại xong thì các bạn chờ đợi con bot này các bạn. Con bot này chứ. Rồi các bạn chờ đợi con bot, các bạn bắt từ Twitter mình đào các bạn. Sau khi các bạn gỡ tờ Twitter xong thì nó kêu yêu cầu các bạn gỡ địa chỉ bet với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate các bạn ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn lướt xuống nè, hoặc các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn nào. Rồi, các bạn sao chép nha các bạn. Hoặc đi copy địa chỉ ETH trên với chocolate cũng được nha các bạn. Rồi các bạn mở con bot mình dán vào mình gửi cho bot nghe bạn. Rồi bấm đòn nghe bạn. Rồi bấm set nghe bạn. Tiếp tục bạn bấm save tiếp nghe bạn. Ok, mình đã nhận được 0.01 tốc cần có cái hiệu là CSF nghe bạn. Vậy các bạn lên chi việc bấm vào con này, nó con này không có ghép nghe tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.